Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý ngài và kính thưa tất cả quý vị, ngồi kế bên con đây là sư cô Thích Nữ Trần Mẫn, là người mới tốt nghiệp ngành tuyên úy Phật học, tức là chaplaincy đó. Và bây giờ sư cô cũng đang tiếp tục theo học chương trình tiến sĩ, và theo lời mời thì sư cô cũng tham dự hội thảo của chúng ta, và chắc chắn sư cô sẽ có nhiều cái đóng góp cho nền giáo dục và hoằng pháp của chúng ta ngày trong thời đại mới này. Thì vào giờ này xin mời sư cô lên có những lời chia sẻ cùng với đại chúng, và xin đại chúng chúng ta dành một tràng pháo tay để thật nồng nhiệt để mời sư cô. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức và kính thưa quý vị Phật tử, hôm nay thì con cũng có một bài thuyết trình, đó là con muốn giới thiệu về Phật giáo, sự phát triển Phật giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ. Thì trong đề tài thảo luận của chúng ta là vấn đề hoằng pháp, giáo dục và ni giới, thì hôm nay con cũng muốn đưa quý ngài và quý vị Phật tử đi lại, trở lại một chút để tìm hiểu Phật giáo Việt Nam phát triển tại Hoa Kỳ, và tại sao đến lúc này thì mình cần phải có những thay đổi, cần những có những sự tiến bộ hơn để Phật Pháp có thể tồn tại đất nước Hoa Kỳ. Và trong bài thuyết trình của con thì con muốn trả lời một số câu hỏi, đó là bối cảnh Phật giáo tại Hoa Kỳ và Phật giáo phát triển vào Hoa Kỳ khi nào, và ai khai sáng ra Phật giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, và trong vòng 50 năm qua Phật giáo phát triển ra sao, và trong tương lai Phật giáo cần thay đổi và phát triển như thế nào để có thể tồn tại đất nước Hoa Kỳ. Và con cũng qua một số thời gian con nghiên cứu thì con được biết là Phật giáo được đến vào Hoa Kỳ vào khoảng giữa thế kỷ thứ 18, khoảng năm 458 trước Tây lịch. Sau Tây lịch thì có một nhà sư tên là Huệ Thâm ở Trung Hoa, và ngài cùng với bốn vị sư khác đã từ Trung Hoa đi đến sống ở Afghanistan và sau đó thì đến Mexico để truyền Phật Pháp. Nhưng các vị sư này chỉ đến Mexico trong một cái thời gian rất là ngắn, và truyền đạo cũng đưa đến Phật giáo đến cho những cái người dân bản xứ ở đây, nhưng các ngài không có ở lại đây lâu, và sau đó trở về lại Trung Hoa để viết lại những cái hành trình hoằng pháp của các ngài ở phương Tây, đó là thời Lưu Tống. Và kế đến vào là khoảng giữa thế kỷ thứ 19 thì ảnh hưởng của Phật giáo mới đi một chút sâu vào trong Phật giáo ở Hoa Kỳ, là nhờ một số nhà văn, nhà thơ, nhà triết gia, đó là triết gia Henry David và nhà thơ Ralph Waldo Emerson và nhà thơ Walt Whitman. Và những vị này, có Henry David là người dịch kinh bản kinh Pháp Hoa đầu tiên, và có người Phật tử đầu tiên, đó là Đại tá Hải quân Henry Steele Alcott. Ông cũng là người sáng lập ra lá cờ Phật giáo năm và được Đại hội Phật giáo Thế giới chấp nhận năm 1950. Và ông cũng là một người Phật tử đầu tiên đã thọ tam quy ngũ giới quy y tại Tích Lan. Và trong khoảng thời gian đó có rất là nhiều hàng ngàn tăng ni và Phật tử để đến tham dự buổi lễ quy y của ông, vì ông là người Phật tử châu Mỹ đầu tiên tại đến Tích Lan để quy y. Và tuy nhiên Phật giáo vào thời gian đó còn có một vị ảnh hưởng rất sâu đậm, đó là Paul Carrot, là người chủ chốt giới thiệu Phật giáo đến người phương Tây. Mặc dù ông sinh ra ở Đức nhưng ông sống tại Hoa Kỳ, và ông đã giới thiệu Phật giáo đến cho những người phương Tây tại Mỹ. Tuy nhiên, Phật giáo thời gian đó cũng chỉ được đưa đến cho người phương Tây biết được là có một cái tôn giáo, đó là Phật giáo. Nhưng Phật giáo thực sự đi đậm vào thế giới Hoa Kỳ, đó là vào năm 1960 và những thập niên 60, thì phải nhờ đến các nhà truyền giáo của châu Á. Trong đó là có Ngài Suzuki ở Nhật Bản, Ngài Siun Sinan ở Hàn Quốc, và Ngài Thích Thiên Ân là một vị thầy của Phật giáo Việt Nam. Ngài đã đi du học và qua Mỹ rất sớm vào năm 1966.
Và kế đến là có thiền sư Thích Nhất Hạnh, ngài cũng đi du học ở Mỹ những thời gian rất là sớm, nhưng sau đó ngài trở về Việt Nam và trở lại qua Mỹ sau. Và kế đến là có những vị sư nổi tiếng, đó là Hòa Thượng Thích Tinh Vân, ngài đã sáng lập ra chùa Tây Lai và trường Đại học University of the West, chúng con đã học tại đó. Và kế đến là Hòa Thượng Thích Tiên Hóa, ngài đã thành lập ra Vạn Khật Khánh Thành, và vì một vị sư rất là nổi tiếng đó là Mạc La Thu Thiên Yespa, và ông đã, Hòa Thượng đã thành lập một cái tu viện Tây Tạng đầu tiên tại thành phố Long Beach. Tuy nhiên, Phật giáo đi đến Hoa Kỳ có nhiều phương thức, và những cái phương pháp mà để ảnh hưởng nhiều cho thế giới người Mỹ đó là phương pháp thiền, đó là mà mình thường gọi một cách dễ hiểu, đó là thiền thực hành. Vào những thời gian đó thì có thiền tông Tịnh Độ Đường Thạch Lâm vào cuối thế kỷ thứ 19 và được phát triển rất mạnh mẽ vào những thập niên 60 và 70, nhưng đến năm 1980 thì tông phái thiền này không có phát triển mạnh nữa ở tại Hoa Kỳ. Và có những cái thiền mà đi vào quần chúng của xã hội Mỹ, đó là thiền Nhật Bản, thiền Vipassana và thiền Việt Nam. Thiền Nhật Bản thì do nhờ các vị sư Nhật Bản đưa đến Mỹ, giống như những ngài Suzuki, và ở đây có Tịnh Độ Chân Tông. Vì thiền Nhật Bản thì thường họ không cần những vị tu sĩ, mà đây là những cái người Phật tử, họ học thiền và họ có thể đứng ra hướng dẫn thiền và mở những cái trung tâm thiền nổi tiếng. Và thiền Vipassana thì đó là dòng thiền nguyên thủy xuất phát từ Tích Lan và được truyền đến Hoa Kỳ. Và dòng thiền Việt Nam thì có hai vị thiền sư nổi tiếng, đó là Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Thiên Ân, ngài qua đây và là người đầu tiên giống như là thành lập tổ khai sơn Phật giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, và ngài đã sáng lập ra chùa Việt Nam tại thành phố Los Angeles và Viện Đại học Đông Phương. Nhưng mà vì lúc đó ngài bệnh và ngài tịch sớm, cho nên thành ra Phật giáo ngài chỉ đưa đến Hoa Kỳ trong một cái cụm nhỏ, đó là ở thành phố Los Angeles, California. Và thiền sư Thích Nhất Hạnh thì ngài đã đưa thiền đến Phật giáo Âu Mỹ và các nước trên thế giới nhiều hơn. Và trong vòng 50 năm qua, Phật giáo phát triển ra sao? Từ những cái thời năm đầu, thập niên 60, 70, thì các bậc chư tôn đức chúng ta qua đây dạng du học có, vượt biên có và tị nạn có. Và trong đây trên bàn chứng minh, đó là những vị chư tôn đức Đại Lão Hòa Thượng đã qua đây bằng phương cách tị nạn vào những năm 1978 đến năm 1989. Thì chúng con là những thế hệ đi sau, chúng qua đến Mỹ vào những năm 2000. Và sau năm 2000 thì do nhu cầu Phật giáo tại Mỹ được phát triển mạnh, bị vì rất nhiều người Việt tị nạn đã qua Mỹ vào những năm thập niên 80, và nhiều ngôi chùa đã bảo lãnh tăng ni Việt Nam qua Phật sự. Và theo sự ước tính và tính toán và theo sự thăm dò của chúng con đối với các bậc chư tôn đức trụ trì tại tất cả các tự viện ở các tiểu bang, thì hiện tại có khoảng hơn 1.000 tăng ni tại Mỹ, và có ở đây con đề 400, nhưng mà thật ra con tính có thể là hơn 500 hoặc 600 ngôi chùa Việt đang hiện có tại Mỹ bây giờ. Và dân số người Việt tại Mỹ, Sở Di trú thống kê năm 2012 là có khoảng 2 triệu người, và Phật tử ước lượng là có khoảng 900-600.000 người, tức là 40%, tức là Phật giáo đứng thứ tư sau Thiên Chúa giáo, Do Thái giáo, Vô đạo và đến Phật giáo. Và lần đầu tiên Phật giáo Việt Nam có một cái đài truyền hình riêng, đó là đài truyền hình IBC do Hòa Thượng Thích Viện Viện chủ ở đây sáng lập. Và con nghĩ đây cũng là một vượt bậc của Phật giáo Việt Nam tại hải ngoại, vì đây là một cái đài truyền hình để có thể thông tin đưa Phật giáo đến cho tất cả mọi người. Tại vì theo con biết là tất cả những đài truyền thông đều làm chủ của những người Thiên Chúa giáo, cho nên họ có thể chủ quyền và có thể nói tất cả những cái điều gì. Nhưng hôm nay Phật giáo mình có một cái đài truyền hình IBC thì mình có thể phát hết tất cả những thông tin của Phật giáo, và đó là một cách để đưa Phật giáo đến cho mọi người càng nhiều và càng nhanh.
Và trên cái đài truyền hình này thì con thấy có một cái phương cách để mà truyền đạo mà con thấy nó hay. Đó là hiện tại lần đầu tiên ở đây đài truyền hình có mình có thể có một cái chương trình là tâm ca đạo hiếu. Tức là khi Phật Pháp của mình lúc trước đến giờ mình chỉ có tụng kinh và cầu nguyện. Nhiều khi theo như Trung Quốc, Việt Nam mình tụng rất là lâu thì những cái thế hệ lớn tuổi và những thì thích hợp, nhưng mà những thế hệ trẻ thì họ cảm thấy buồn và chán. Thì hôm nay đây là một cái bước đầu tiên để mình đào tạo những cái nhân tài có những cái giọng hát và những cái bài nhạc, và có nghĩ trong tương lai thì mình có thể những bài nhạc tiếng Anh và những cái bài giảng hay để đưa vào thì nó nhẹ nhàng hơn, thì mới thu hút được những cái thế hệ trẻ. Thì con nghĩ đây cũng là một cái cách hoằng pháp trong cái thời đại mới. Và những sinh hoạt của Phật giáo Việt Nam tại Mỹ thì mang đủ sắc thái truyền thống trong nước, đại thừa, tiểu thừa và khất sĩ. Chùa truyền ở Mỹ còn là nơi giữ gìn các tập tục, lễ nghi, văn hóa truyền thống của Việt Nam, dạy tiếng Việt. Cộng đồng người Việt đông đảo nên các chùa ở đây đa số là đều nhắm vào những người Việt, và cũng có một số chùa phục vụ cho nhiều người Mỹ và người trẻ đến tu học Phật Pháp, nhưng không nhiều, cần phát triển thêm. Thì hiện tại con thấy có một ngôi chùa đã dạy thu phục được người Mỹ và những thế hệ trẻ đến mà con đã từng đến tham dự. Đó là chùa Bồ Đề ở Louisiana của thầy Đào Quảng. Hàng tuần có rất là khoảng 70-80 người Mỹ đến học Phật Pháp, ngồi thiền. Và một ngôi chùa thứ hai đó là chùa Tu Viện Tường Vân của thầy Tịnh Mãn ở Colorado. Và thầy Từ Lực ở Bắc Cali cũng có một số chùa, thì cũng có hiện tại có những lớp người Mỹ đi đến, và con đã từng đến đó và con thấy những cái chương trình đó cũng rất là hay. Và bên cạnh đó thì Phật giáo Việt Nam cũng đưa đến những cái văn hóa truyền thống đến cho người Mỹ, và họ hiểu được Việt Nam đã có những cái văn hóa rất hay mà con đã từng đến dự. Đó là lễ hội Quan Âm của Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam ở Houston. Hàng năm như vậy thì có thể thu hút được 10.000 người đến đó tham dự, và những đầy đủ tất cả những văn hóa truyền thống Việt Nam và những cái quy mô tổ chức rất là hay mà con nghĩ là ở Việt Nam cũng không làm được nữa chứ huống gì ở Mỹ. Cho nên thành ra cũng đây là những cái cách mà Chư Tôn Thiền Đức đã đến Mỹ và tị nạn từ những cái thời năm thập niên 80, và các ngài đã phát triển Phật giáo và đem đến những cái điều rất là nhiệm màu nhiệm cho Phật giáo tại Hoa Kỳ. Và hiện tại Phật giáo cần đổi mới thế nào để Phật giáo có thể tồn tại, để phát triển tại Hoa Kỳ? Theo như con biết thì những bạn bè thầy cô và những người cùng học với con và để hiện tại ở Mỹ thì cũng đã hơn 1.000 vị. Thì tăng ni trẻ chúng con nghĩ là trước nhất mình cần phải trau dồi thêm Anh ngữ, mình cần phải cố gắng học hỏi thêm tiếng Anh. Thứ hai là con nghĩ để giúp được cho những cái người trẻ và những người Mỹ lớn lên tại đây thì mình cần phải học thêm những cái khóa thiền. Ngay bản thân con cũng đang cố gắng để học thêm những cái phương pháp thiền Vipassana thì con mới có thể đi vào nhà tù, vào bệnh viện để giúp được cho người ta, vì bản thân mình phải học thì mình mới giúp được. Và mình cũng cần học thêm nghệ thuật giao tiếp và nói chuyện trước công chúng. Tại vì khi ở thường tăng ni trẻ tụi con ở Việt Nam thì chỉ được học Phật Pháp, nhưng mà không được học cái cách để đi truyền bá cho mọi người. Không học được cái cách để mình phải giao tiếp và ứng xử như thế nào để thích hợp với xã hội phương Tây. Thì con nghĩ mình cần phải học hỏi thêm thì mình mới phát triển hoằng pháp tốt ở đây được. Và mình cần cái sự đoàn kết trong công việc, và chúng con cũng rất cần sự nâng đỡ hỗ trợ của Chư Tôn Thiền Đức và Sách Tấn để chúng con có một cái niềm tin hoằng pháp tại đây. Và con thấy hiện tại có một cái chương trình hoằng pháp mới, cách mới ra cách đây khoảng 3 năm, đó là trại tỉnh thức Retreat of Awakening, được sáng lập ra của Hòa Thượng Nguyên Hành ở thành phố Houston, cũng thu hút được rất là nhiều người trẻ khắp nước Mỹ. Đây là một cái trại mới, hàng năm chỉ có 3 ngày thôi, và các những em trẻ lớn lên từ Mỹ có thể Việt Nam đến đó để tham gia, để học hỏi thêm. Và nhờ như vậy mà tăng ni trẻ của chúng con mới có cơ hội để tìm hiểu được văn hóa và những các em ở đây muốn cái gì để tụi con mới đáp ứng.
lớn được. Chứ còn nếu đôi lúc mình chỉ ngồi đây thảo luận, mình chỉ bàn, nhưng mình không biết được là các em muốn gì, các em cần gì, thì nó không có đi logic và nó không có thể phát triển được Phật giáo. Và con nghĩ chương trình này đó là một cái sáng tạo. Và đây là phần kết luận của con. Con nghĩ rằng Phật giáo Việt Nam, các ngài đến đây từ hai bàn tay trắng và đã xây dựng lên phát triển những cái cô đồ Phật giáo tại Hoa Kỳ. Và trong 50 năm qua, Cố Hòa Thượng Thích Thiên Ân, Cố Hòa Thượng Thích Mãn Giác, Thiền Sư Thích Nhất Hạnh và nhiều chư tôn thiền đức khác như Hòa Thượng Tịnh Từ, Hòa Thượng Nguyên Hạnh và Ôn Viện Chủ ở đây, và có những sư bà giám sư Đà Đức Viên, sư bà Diệu Từ, sư bà Như Hòa. Đó là những vị còn nhiều nữa, nhưng mà con chỉ điển hình một số vị mà thôi, là những vị chư tôn đức đã cống hiến hết sức mình cho đạo pháp và bằng cả xương máu của các ngài. Thì hiện tại thế hệ của chúng con, hiện tại Phật giáo đã phát triển, thì muốn mà để tồn tại không giống như ở Trung Hoa lúc trước năm thập niên 80 có 400 ngôi chùa, nhưng hiện tại những ngôi chùa ở San Francisco đều bán để làm nhà hàng hết. Thì con cũng mong mỏi, con không muốn những ngôi chùa lớn đã xây dựng lên công sức của các ngài đã cống hiến rất là nhiều, nhưng mà khoảng 50 năm sau thì là những ngôi chùa này nó sẽ biến thành những cái cơ sở khác, không phải là chùa nữa. Thì con thấy rất là uổng cho Phật giáo. Thì con nghĩ đây là một cái đề tài nhỏ của con, và con hy vọng rằng trong 50 năm tới thì những đàn hầu học trẻ của chúng con thì cố gắng hơn nữa để cho Phật giáo có thể đi sâu vào xã hội Hoa Kỳ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin được cảm ơn sư cô Thích Nữ Trần Mẫn đã có những nhận định rất thực tế về nền hoằng pháp và giáo dục của chúng ta trong thời hiện đại, và tiếp đó sư cô cũng đã chỉ ra những trăn trở và một số phương hướng cho nền giáo dục và hoằng pháp của chúng ta.